tầm nhìn phát triển đến năm 2030 phải xây dựng khu di tích Hoàng thành Thăng Long là công viên di sản để phát huy giá trị kép của Hoàng thành Thăng Long, vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị di sản, di tích để xứng tầm với những giá trị toàn cầu, xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến của thủ đô. Đây là yêu cầu của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với các sở ngành tại buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vào chiều nay ngày 23 tháng 2. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa trong thời gian qua là chưa tương xứng, chưa khai thác hết tiềm năng. Việc triển khai các dự án còn chậm, dàn trải, chưa đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của nhân dân thủ đô và cả nước. Trong các nguyên nhân thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, từ nhận thức của các cấp, các ngành, việc cụ thể hóa chủ trương của chính phủ, thành phố còn chậm, công tác phối hợp liên ngành chưa tốt. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ hơn những chủ trương, quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích. Từ đó xác định quyết tâm và trách nhiệm, không chỉ thực hiện bằng năng lực, trình độ mà bằng cả tâm huyết, trách nhiệm để phát huy được các giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của các khu di sản, di tích.